Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Hyundai Stargazer, một mẫu xe MPV 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện tại tất cả các phiên bản Hyundai Stargazer đều là xe sản xuất 2022. Chính sách bán hàng nhà máy vẫn đang cắt lỗ và ổn định như tháng 11 vừa rồi, nhưng có điều số lượng xe hiện tại cũng đã không còn nhiều để phục vụ anh em và cũng không còn đủ màu để anh em lựa chọn cho các phiên bản. Anh em lưu ý Chính vì vậy, anh em đang quan tâm cũng như là có nhu cầu mua một chiếc Hyundai Stargazer phiên bản nào thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em sẽ kiểm tra màu và phiên bản gửi đến anh em tại thời điểm đó. Anh em cảm thấy phù hợp thì anh em lựa chọn. Và trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng tháng 12 của các phiên bản Hyundai Stargazer để những anh em nào mới tham khảo dòng xe này cũng như là những anh em mới theo dõi kênh xe Việt cũng có thể nắm được. Hyundai Stargazer là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc và có tất cả là 3 phiên bản để anh em lựa chọn cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là Hyundai Stargazer 1.5 AT tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là Hyundai Stargazer 1.5 AT đặc biệt. Phiên bản thứ ba đó là Hyundai Stargazer 1.5 AT cao cấp. Đối với phiên bản cao cấp này, anh em sẽ có tùy chọn 6 chỗ và 7 chỗ. Nhưng số lượng xe 6 chỗ cực kỳ ít tại thời điểm này. Và tất cả các xe Hyundai Stargazer đều là xe sản xuất 2022. Và hiện tại vẫn đang cắt lỗ để hỗ trợ anh em. Chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe. Và hiện tại bên em có hai cơ sở, một cơ sở ở Hà Nội và một cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em. Hình thức mua bán anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Về cơ bản giá xe ra biển số lăn bánh của hai hình thức này thì đều như nhau. Có điều anh em mua trả góp thì hiện tại anh em đang được hỗ trợ lãi suất ưu đãi của ngân hàng PG Bank. Năm đầu là 8,8% trên một năm và tương đương với khoảng là 0,7% trên một tháng anh em không cần chứng minh nguồn thu nhập, cái đó thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em. Nhưng một điều kiện bắt buộc đó là anh em không có nợ xấu, anh em lưu ý cho em. Và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là Hyundai Stargazer bản 1.5 AT tiêu chuẩn. Giá bán tại thời điểm tháng 12 của hai cơ sở bên em vẫn đang ổn định so với tháng 11 vừa rồi, cũng không có gì thay đổi. Và em xin phép cập nhật lại để anh em nắm được. Tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em vẫn là 455 triệu tặng kèm anh em một số những phụ kiện cơ bản như là cam hành trình, thảm để chân, nước hoa, bọc vô lăng da. Tại cơ sở TP.HCM, Hồ Chí Minh, giá bán cho anh em là 465 triệu. Tặng kèm anh em những phụ kiện sau, dán kính, trải sàn, cam hành trình và một số những phụ kiện khác. Anh em nào quan tâm đến gói phụ kiện gồm những gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Bên em sẽ cập nhật cho anh em những phụ kiện anh em được tặng kèm đó. Anh em lưu ý, hiện tại Hyundai Stargazer bản 1.5 AT tiêu chuẩn không còn đủ màu. Chính vì thế anh em xem video tại thời điểm nào mà anh em có nhu cầu mua chiếc Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em sẽ cập nhật kho xe cho anh em tại thời điểm đó. Căn cứ từ giá bán nguyên xe như trên, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 546 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 527 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 515 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 545 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 525 triệu. Giá xe ra biển số lăn máy trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85% giá trị xe. Như vậy anh em cần phải chuẩn bị 15% giá trị xe ban đầu cùng với các khoản chi phí đăng ký. Và em cũng đã tính cái số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 159 triệu ở các tỉnh áp 12% là 140 triệu Ở các tỉnh áp 10% là 128 triệu Ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 149 triệu Và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 130 triệu Ngoài ra thì anh em sẽ mua thêm bảo hiểm thân vỏ Năm đầu tiên trị giá là 5,9 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% Sẽ tương đương với số tiền cụ thể như sau Tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 386 triệu Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa là 395 triệu với số tiền vay 386 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là khoảng 6,3 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,3 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là Hyundai Stargazer bản 1.5 AT đặc biệt. Giá bán của hai cơ sở bên em trong thời điểm tháng 12 này như sau. Tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 500 triệu vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình anh em đang xem. Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 515 triệu, cũng tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình. Như vậy, giá xe của Hyundai Stargazer bản đặc biệt trong thời điểm tháng 12 này đã nhích lên đôi chút so với tháng 11 vừa rồi. Và hiện tại, màu xe cũng không còn nhiều để anh em lựa chọn. Chính vì thế, anh em có nhu cầu lấy chiếc Hyundai Stargazer bản đặc biệt anh em lấy màu gì thì anh em chủ động liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em bên em sẽ kiểm tra màu xe còn tồn tại kho và báo cho anh em căn cứ từ giá bán nguyên xe như trên giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em ở hà nội sẽ là 597 triệu ở các tỉnh áp 12% là 578 triệu ở các tỉnh áp 10% là 565 triệu ở thành phố hồ chí minh sẽ là 600 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 580 triệu Giá xe ra biển số năm máy trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Stargazer 1.5 AT bản đặc biệt, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 172 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 153 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 140 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 162 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 142 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là 6,5 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% cụ thể tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 425 triệu tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa là 437 triệu với gói vay 425 triệu trong 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 6,9 triệu trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,5 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và phiên bản cuối cùng em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là Hyundai Starizer 1.5 AT bản cao cấp giá bán của hai cơ sở bên em tại thời điểm tháng 12 này như sau tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 545 triệu như vậy là cũng đã giảm đôi chút so với tháng 11 tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em vẫn ổn định là 565 triệu anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình anh em đã theo dõi và anh em lưu ý phiên bản này cũng không còn nhiều xe và cũng không còn đủ màu để hỗ trợ phục vụ anh em Chính vì thế anh em có nhu cầu mua chiếc Hyundai Stargazer bản cao cấp phiên bản tùy chọn 7 chỗ, anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em, bên em sẽ kiểm tra kho xe và báo cho anh em tại thời điểm đó. Căn cứ từ giá bán nguyên xe như trên, giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 648 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 629 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 615 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 655 triệu ở các tỉnh miền Nam sẽ là 635 triệu. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 185 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 165 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 152 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 174 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 155 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên trị giá là 7 triệu, thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% cụ thể tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 463 triệu tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa là 480 triệu với gói vay 463 triệu trong 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 7,6 triệu trong đó thì gốc xin đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,8 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,6 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Hyundai Stargazer tại thời điểm tháng 12 này. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.